Hello anh em, không biết là sáng nay có gì mới không? Có cái xe kia mới mua về này, không biết chạy đâu rồi ta. Ủa, chạy đâu vậy? Cái Elantra mà 2016 đi có cái món mà quen thuộc của em là ủa cái Elantra mới mua đi đâu vậy? Công chứng cái đó hai mấy ngàn đúng không? Dạ. Hai mấy ba mấy ngàn à? Cái này 5-6 khách dành hả? Quay chốt hả? Anh là tính không có bán đâu, nhưng mà ông già anh ổng la quá, ổng coi video ổng nhiều chuyện, ổng kêu mày sao mà xe cổ xe nào mà mua bán mà cũng để đi. Mà đi đi cho cái xe cho nó. Kia luôn giá trị luôn chứ còn mà đâu phải là cứ mua tầm bậy tầm bạ là về dục đó. Ý ổng nói em là mua luôn cái xe mới mà mua một lọt luôn là giống hồi giờ mình mua là mua lọt xe mới là cứ ăn cứ mua mấy cái xe cũ rồi để rồi siêu tầm rồi không có đi, mà nó cũng chẳng mang lại cái mục đích gì nên là thôi ổng ngăn cản, ông già ổng ngăn cản thôi bán anh chị, ông cản ông kêu mua xe mới đời mới đắt luôn rồi ok, mà tiền thì ổng không cho, tiền phải tự làm ra mua, kêu thôi vậy thôi ba cho tiền mua siêu xe ba mấy 40 tỷ ông không cho. Mà ông cứ đòi mua xe đẳng cấp đi, còn không thì thôi. Nó lạ gì anh chị? VF8 nè, VF8 là bình thường. Giờ cái thủ tục mà khách mà khi muốn cọc á là chỗ khác là tả sơ sơ qua miệng á là cọc 50 triệu. Nhưng mà riêng toàn chung á là không chịu anh chị, toàn chung là phải quay kỹ hết rồi. Rõ ràng nhất nói những cái này ốc mỡ rồi đó. Trong cái lịch sử hãng là có thay thế những cái gì á là thông báo cho người ta. Đưa lịch sử cho người ta coi luôn, sau này khỏi nói gì đó, xe thì đúng chất lượng đó thì nó sẽ bị thay thế mấy cái két nước két nóng lúc mà vô nhà chủ xe có nói với mình đó, lao vào cổng á, vợ lao vào cổng lúc 2000 cây á, chứ không phải là xe bị tai nạn anh chị nha, không phải tai nạn ngoài đường đó, được thì mua thôi cứ thoải mái, chứ còn không phải là anh chị toàn chung không có gây khó hay chảnh gì đâu anh chị, nhưng mà làm vậy cho nó kỹ nó chặt chẽ, không có vồ vập anh chị, xe mình nó là thật. Nên là mình không bán người này, mình bán người khác, không có vồ vập, không có nhận cọc rồi mất lòng. Đó là phương châm của toàn chung dạy nhân viên anh chị. Giao xe Z3. Ủa sáng nay chưa có xe gì vừa mới về à? Chạy đi mất rồi mà. Sáng nay bán xe nào không? Xe này giao cho anh á, bữa anh kêu nhận 2 giờ sáng mà. 12 giờ đêm mà. 12 giờ đêm bữa ai giao? Vũ à. Xong quay lại cái video đó. Không có, anh không thấy, gửi lại anh coi. Khách đòi giao 12 giờ đêm toàn vẫn phục vụ nha, anh chị. Xe khác, Sky Blazer. Đây rửa để khách lấy, đây Fortuner máy dầu. Form mới model 221, máy dầu số tự động. Em mua được 700 mấy á. Em bán cho khách hàng kia hơn 800 một xíu thôi. Đó là giá vô địch luôn á, mà trong khi mình phải mới mua một chiếc 800 mấy mình nó vô lý. Nhưng mà thôi. Lọc ai người đó hưởng, em mua được rẻ thì em cũng bán cho anh rẻ rồi, người khác cũng mua được rẻ thôi anh chị. À. Mới về một loạt K3 nè, K3 Brand ngồi kia là 4-5 chiếc K3 rồi. K3 toàn có đủ dòng hết anh chị. 1.6 rồi, 1.6 turbo GT Line rồi, GT Line màu đen, GT Line màu trắng đủ hết. Chứ đây 3.000 cây anh chị. Cái này 2022. Màu xám 1.6 bình thường. 1.6 Premium chứ không phải bình thường, không phải Dulux hoặc là Luxury. 1.6 Brand. Đó, một chiếc. Đó, giá hơn 6 đồng một xíu. Chiếc thứ hai mới mua cũng Đồng Nai tiếp. Ngày hôm qua mua mấy xe Đồng Nai luôn anh chị. Cũng Premium luôn. Cũng Premium. Xe này đi bao nhiêu ngàn ta? Của hàng gì cho nó. Xe này thì có 1000 cây anh chị, cũng ở Đồng Nai luôn. Hai cầu. Đó, không biết bà con Đồng Nai sao nhưng mà thương toàn quá. Qua để 4-5 chiếc ở Đồng Nai hết. 1000 cây hai cầu, mua 1.6 bán 1.3. Giờ em phải kiếm mấy chục. Em phải bán 1.3 mấy chục. 1.3 là giá mua vô còn gửi tiền cà phê cho người ta nữa nha anh chị. Chứ không phải là 1.3 là ăn đủ 1.3 đâu anh chị. Thì ba là phải còn gửi tiền cà phê cho người ta nữa, cho người giới thiệu nữa. Có nhiều anh giới thiệu anh đàng hoàng á, mà dễ làm việc á, là anh lấy
tao mua mua nhiêu thì mua, mà miễn sao mua được rồi gửi cà phê cũng được, anh không quan trọng. Còn nhiều anh cứ nói 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu là em không mua. Thôi cái anh đi gửi chỗ khác đi bán đi. Cái xe thì bây giờ người ta họ tham khảo nhiều nơi đăng trên mạng, mà cứ em mua chưa, em mua theo phương châm mà chưa biết là có về bán được có lời không, mà mấy anh cứ đòi trước thì thôi thôi. Cái đó là xưa rồi. Bữa nay là cứ được việc, đúng không? Miễn sao mà Tòng mua cạnh tranh được là anh vui. Chứ mà mua theo kiểu mà nói trước, dặn dò trước, anh lấy 8 triệu, anh lấy 10 triệu, anh lấy 20 triệu nha. Thì thôi anh tự anh làm đi chứ em thôi không làm nữa. Đó, em nói rõ với mấy anh vậy đó. Mấy anh mà muốn lấy tiền cà phê trước á thì nói rõ là tốt. Nhưng mà đa phần là không mua không được anh chị. Tại vì anh chị lấy nhiều thì em phải hạ xe xuống là mấy người khác họ mua mất. Vậy thôi, nói chung là đơn giản vậy thôi. Nó làm không công, làm không rõ ràng, không hiệu quả là em không làm. Cái K3 thiệt đẹp dài và dáng chi trời. Màu xanh anh chị. Em mới mua được chiếc cũng 4.000 cây ở dưới Đồng Nai luôn. 3.000 cây. Đây mới tinh luôn. Bản brand 5.6. Cũng một chiếc GT Line dưới Đồng Nai anh chị. Cái xe đó anh mua cho 800 mấy á. Xe đó thì anh đăng trên mạng nên là cũng mười mấy người gửi cho em á. Nhưng mà mấy người ăn 5 triệu, 10 triệu dưới 15 triệu á là không được ăn. Còn cái anh mà anh gửi cho em và em cho giá, anh làm giá cái em mua được á, thì anh không đòi hỏi đồng nào hết á, nên là anh lại mua được thì em lại gửi tiền cà phê cho anh. Còn mấy người mà đòi ăn nhiều thì em phải trừ cái giá mua vô thôi, trừ cái giá mua xuống thôi là mất xe. Nên anh chị đừng có nghĩ là một con xe là có một mình anh chị biết, nhiều lúc cả nước biết rồi. Em là cũng cố gắng em mua cạnh tranh để cho được việc, nên là em mua nhiều xe vậy. Cái phương châm mà vô tư thì mua được, chứ phương châm mà cái lèo bèo ngay từ đầu là thôi thua. Còn phải mua máu đến mức mà gọi là không biết về có bán được không thì mới mua được nhiều xe, và anh em có mới nhiều được tiền hoa hồng, nên là hợp tác cùng nhau mà phát triển thôi. Sirona đi có 50.000 cây à. Xe này em mua có 500 mấy á. Anh chị thấy rẻ không? 216. Số tự động đi 50.000 cây một chủ nha anh chị. Mấy cái Sirona đây là phần em mua một chủ không à. Nó có bị cái lỗi là cái chỗ đây cái tôn nó mỏng quá anh chị. Dòng Sirona ống cửa nghe nó bon, tại vì cái tôn nó mỏng mà cái bảng nó bự á, cái này phải dán cách âm vô nó mới hết được anh chị. Đó, ở đây em mua có 500 mấy. Giờ bán nhiêu ta? Mua 560 á, 657, cà phê xong là 56 mấy 57 á. Giờ bán nhiêu anh chị? Kiếm 30 hay là 40 đây. Còn mớ xe về nữa mà nó nằm ở dưới kia anh chị. Thôi bây giờ đi xuống xưởng quay nè. Mở tivi ra nè. Bị lỗi nữa hả? Chắc mua lại hay một chủ? Mua lại năm 21 mà tới đăng kiểm là tới 22, tháng 5 22 mà. Trời, chứ bạn kêu chính chủ. Chết hạn coi thử, em coi cái lịch sử nó thử coi. Coi coi, 6.000 thì cái nước nó phải đen chứ. 43.000. Ủa, xe nó có 43.000 hả? Ủa đèn cho người tới lắp chưa? Nhanh đi, tốc độ đi. Kệ nó chứ, là cho người ta hưởng xíu cho ông. Mấy ông bình định. Lấy lắp lẹt lẹt đi. Nó tùy loại vậy. Thôi cứ lắp đi, lắp cho nó xong nó đẹp. Màu đen đẹp không? Cho màu đen nhìn ngầu. Màu đen nhìn ngầu á. Đồ được nè. Ông này ông sơn được nè. Bữa ông kia vô ông đòi tới 10 15 triệu. Mà ông đây ông làm bao nhiêu tiền? 740. Dạ. Nghĩ sao mà vô nhìn cái salon mình to quá sao nó kêu sơn hết này lấy 15 triệu 300.000 mét vuông á. Nó đo ra sao 15 triệu mấy cơ. Thôi. Cứ mua. Ngọt quá.